Cây sáo cổ. Tấn công! Nhận lấy này! Ồ, món đồ sưu tập đầu tiên của mình. Nè, mọi người sẽ làm hỏng cây sáo của em đó. Nó thật sự rất cổ, từ cái thời mà còn chưa có trò chơi điện tử nữa. Mình sẽ tìm hiểu xem nó đến từ thời đại nào. Không, ôi, kinh quá. Nó được bao phủ trong nước giải. Em là gì vậy? Ốc sên à? Không! Em vừa làm dở một phần của lịch sử đó. Tất nhiên, đúng vậy. Đến giờ chơi rồi, nhanh lên, tuổi gấu trúc. Hộp, đồng hồ, kính an toàn. Chúng ta sẽ tìm cây sáo. Xin giới thiệu với bạn cổ máy thời gian cực kỳ ngoạn mục, siêu lớn nhất trên thế giới. Nó là một cái hộp. Chúng sẽ bảo vệ chúng ta trong chênh lệch thời gian. Mọi người luôn đeo chúng ở trong phim. Cả chưa? Chúng ta hãy thổi bay quá khứ. Nó không di chuyển. Tất nhiên nó không di chuyển. Nó là một cái hộp mà. Nó đã hoạt động. Nó đã hoạt động. Nhìn kìa, đó là Belusin. Này Belusin. Này, cậu làm hỏng cứu bắn của tôi. Em có thấy cây sáo không Belusin? Nó to chừng này và... Không, tên của tôi không phải là Belusin. Cậu đang mặc gì thế? Cậu là phù thủy hả? Này, tránh xa khỏi người của tôi. Cây sáo của em không ở đây. Chúng ta đi thôi. Cà chưa? Maribi, này. Chúng ta đang bị tấn công. Này, Maribi. Làm ơn đi, bọn chị chỉ đang tìm cây sáo. Sáo nào? Ta không có cây sáo nào hết. Nhảy đi, các tù binh. Không, chúng tôi không có bè. Nhìn kìa, một con tàu. Phải, không mới được lừa dối Fadarosa. Nhưng đúng vậy mà, nhìn kìa. Một, hai, ba. Các ngươi sẽ không thoát được đâu, tù binh. Chúng ta sẽ tìm nó ở một thời kỳ khác. Làm người du hành thời gian thật tuyệt.
Chúng ta không tìm được cây sáo của em. Ai quan tâm chứ? Em đã thấy một con khủng long đấy. Chúng ta hãy đưa nó trở về quá khứ. Vì em có thể chụp ảnh với khủng long. Cà chua. Ôi, chúng ta quên nó trên bãi biển rồi. Ý em là trong quá khứ ấy. Chúng ta đi đón nó về thôi. Và giờ chị biết chị sẽ làm gì khi lớn lên rồi. Một nhà du hành thời gian. Chơi chơi. Chó sói tới. Đó là chuyện cổ tích hả? Em không biết. Chị là một người máy, một bông hoa. Otio, là Pinocchio. Đúng rồi, giỏi lắm. Không đâu, chị đã đoán ra câu trả lời. Đến lượt chị diễn. Một con gấu. Ồ, một con quái vật. Một bông hoa. Một con bướm. Cô bé tóc vàng và ba con gấu. Một bông hoa. Người đẹp và quái vật. Đúng rồi. Một bông hoa. Nhưng đó không phải là chuyện cổ tích. Đúng như em thích. Em có muốn chơi không? Chuyện gì vậy? Em chán hả? Em không thích hoa sao? Bọn chị không cho em cơ hội để đoán. Và em cũng không muốn biểu diễn nữa. Tất nhiên! Đúng vậy! Đến giờ chơi rồi! Túi gấu trúc. Trang phục. Khán giả. Phông nền. Tất cả chúng ta sẽ biểu diễn. Chào mừng quý vị. Các bạn sắp sửa xem vở kịch ba Bốn chú lợn con. Em là công chúa. Em không phải là công chúa. Em là một chú lợn con. Em là công chúa. Lợn con. Công chúa. Lợn con. Dừng lại ở đó đi. Chó sói. Không. Chỉ là chó sói quá thông minh. Cậu đóng vai lợn thì tốt hơn. Ồ, ai thế nhỉ? Đó chắc chắn là một con chó sói to lớn xấu xí. Được rồi, không quá to lớn và xấu xí. Cậu có muốn ăn một ít dâu tây không? Cậu ấy muốn ăn lợn con. Cậu ấy sẽ ăn thịt em đấy. Mở cửa ra, mở cửa ra. Giờ em an toàn rồi. Làm diễn viên thật tuyệt.
Chuyện cổ tích này làm chị đói quá. Này, hoa không biết ăn. Để xem cậu làm hoa có tốt hơn làm lợn không. Này, sữa không? Có sữa. Giờ cậu biết hú sao? Và họ sống hạnh phúc mãi mãi. Tuyệt vời. Hay lắm. Không thể tin được. Vui quá. Giờ chị biết chị sẽ làm gì khi lớn lên rồi. Một diễn viên. Chơi, 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 chơi suốt cả ngày. Chị muốn cười và chơi. Chơi, 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 chơi suốt cả ngày.